là Quảng Bình luôn nha các bạn. Đang vào cảng luôn. 91146TS luôn. Lưới rút Quảng Bình nha. Vào cảng nha các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi. Tiên luôn các bạn ơi, ghe Hà Tiên luôn. 90143TS luôn. Ghé vào cảng các bạn ơi. Ghé ốc Hà Tiên các bạn. Quá trời các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Bao ốc luôn. Đó dữ các bạn ơi. Đậu tướng là lạnh nhiều quá, lạnh quéo luôn rồi. Thêm một ghe ốc luôn các bạn, Hà Tiên luôn. Quá trời các bạn ơi, Hà Tiên 90195TS nha các bạn. Quá trời ạ. À. Đào như là sống bão rồi ạ. Quá kéo à. Hà Tiên các bạn, đoàn 3 gang các bạn. 98166TS nha các bạn. Kéo luôn các bạn. Quá dữ các bạn ơi. Có những tai nạn cư khôi không? Quá dữ các bạn ơi.
thận luôn. Tám bốn không tám bốn tám sáu năm TS luôn, quá đẹp các bạn ơi. Nói chung tàu Bình Thuận nghe chiếc nào cũng đẹp hết. Nghe dòng chạy quá đỉnh luôn rồi nè, nghe một bên tay phải luôn các bạn, quá dữ luôn. Chiếc dịch xe cào lưu rút cảng luôn bạn ơi, 841-66 Tết luôn bạn ơi. Quá quá ra ra những góc độ nãy hùng. Tàu cá ra vào cảng rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Bình Thuận 9869 6 TS luôn. Bình Thuận 8427 6 TS luôn. Đua nhau vào cảng luôn. Này lưu rút luôn nghe anh em, quá trời ạ. Dữ luôn. Nguyên đoàn cái ốc luôn các bạn ơi nè. Bình Thuận luôn 845-79 luôn, 76 chứ. Quá trời luôn các bạn ơi. Tuy hết. Quá trời à. Sau những ghe lặng phi khô nãy giờ bờ nè các bạn ơi nè. Đầy ép ốc luôn. Đó, mật luôn. Đây một chiếc kia ốc 51 đòn luôn các bạn. Đòn nhiều lắm các bạn, một mấy chiếc các bạn. Quá nhiều luôn vô nè. Đòn nó tự lặng tư khôi luôn đó. Quá dữ các bạn, ốc là để ba bao các bạn thấy không. Quá trời luôn nè. Thêm một tàu đi rút vào cảng các bạn. Khẩm cá luôn rồi. Cái chờ đợi của bạn ơi. Bình Thuận luôn. 846-76 để ít luôn. Quá trời, chạy tốc độ dữ dằn luôn các bạn.
quá trời vô luôn rồi.